Ê Lâm ơi, trời làm gì mà anh hay giống cây quá vậy? Phải chứ, thật sự luôn ấy. Cái đứa mà phách em hôm qua anh lấy hạt nhiều anh đổi ấy, bữa nay là anh đổi lại nhưng mà nó không chịu đổi hạt lại. Hôm qua là mình nhắn tin cũng như là mình nói là chỉ đổi một ngày thôi anh em à. Mà hôm nay nó thấy là cái hạt của Nghiệp mình biết mấy nó không đổi lại anh em ơi. Thề luôn ấy, bây giờ mình đang rất là cay luôn. À, bây giờ là em muốn xem không, vô anh nhắn tin với nó cho em coi nè. Ok luôn hai rồi. Hiện tại là mình đang đứng ở sảnh nói chuyện với nó anh em ơi, nhưng mà nó không chịu trả, mình đang rất là cay luôn ấy. Ok anh em ơi, hiện tại là tôi đang đứng ở sảnh với lại là cái thanh niên mà pha ke với Lâm nha anh em ơi. Và hiện tại là nó đang ở trong mạc của người yêu tôi anh em à. Lúc nãy là tôi kiểu như là chat anh em ơi là hello sao hạt kia mời không vào. Là tôi lấy cái hạt của nó cũng như tôi mời anh em ơi, nhưng mà kiểu mà spam ấy nó không vào anh em à. Bây giờ đổi lạc nhé. Sau đó là nó chết là thôi hạt này ngon quá, kiểu nó không đổi lại anh em ơi. Cay thật sự luôn ấy. Bây giờ là mình sẽ chat lại nó nha anh em ơi. Hồi nãy giờ là mình kiểu không có chat đi. Ok, mình sẽ chat lại chấm hỏi nha. Sau đó là mình sẽ chat thêm một câu này nữa anh em ơi, gõ là hôm qua nó đổi một ngày để xem là nó trả lời như thế nào anh em à. Thì gỗ chờ, tính ra là tôi rất là cay luôn anh em ơi. Hôm qua như anh em cũng xem clip á, là tôi có nói là tôi chỉ đổi một ngày thôi anh em à, và nó cũng ok rồi ấy. Ok anh em ơi, gõ là hôm qua chỉ đổi một ngày thôi mà. Ok, để xem là nó trả lời như thế nào nha anh em ơi. À, chắc là mình nghĩ là nó đang suy nghĩ đó anh em à. Gì đây? Nhưng mà đổi lại hay không là do ý tôi mà. Ấy, nó là thật sự anh em ơi, như kiểu mà nó cực kỳ là ngang ngược luôn ấy. Ok, bây giờ là tôi chat lại là chấm hỏi nè anh em ơi. Ấy, nồi hôm qua là anh em có xem clip của tôi, anh em cũng thấy là tôi nói là đổi chi một ngày thôi anh em ơi. Nhưng mà hôm nay là nó trở mặt cũng như là không đổi ấy. Nói nhiều quá cút đi này. Ấy, nồi thật sự anh em à. Hiện tại là tôi đang rất là cay thằng này luôn ấy. Áo ma cực kỳ luôn anh em ơi. Rồi xong nó kích tôi ra luôn rồi này. Tính ra là hôm qua là tôi thấy là nó pha ke với Lâm cũng như là nó đi lừa hạt các kiểu anh em ơi. Sau đó là tôi mới nảy ra một cái ý tưởng là tôi sẽ lấy hạt người yêu tôi và đổi lại cái hạt của nó. Sau đó là tôi vô hạt của nó và tôi đổi tên lại anh em à. Và nó không còn thấy đổi tên ấy là nó sẽ không đổi anh em ơi. Là hôm nay là tôi sẽ đổi lại hạt, chắc chắn là nó sẽ không còn pha ke nữa anh em à. Nhưng mà hôm nay nó trở mặt cũng như là không chịu đổi lại anh em ơi. Thành ra là bây giờ là coi như tôi mất hạt của người yêu tôi luôn ấy. Mấy nồi thật sự luôn. Đúng kiểu như là hôm nay là tôi cực kỳ là chơi dại luôn anh em à. A few inches later. Ok anh em ơi, sau từ nãy tới giờ đi tìm kiếm á, thì tôi cũng đã mua được cái hàng này cho người yêu tôi anh em ơi. Nhưng mà cái hàng này là chủ yếu tôi mua để cho người yêu tôi chơi tạm thôi anh em ơi. Và tôi sẽ tìm một cái hàng khác, hoặc là tôi sẽ cố gắng như lấy lạc cho người yêu tôi anh em à. Cây thật sự luôn, hôm nay đúng kiểu là chơi cực kỳ dại luôn. Bây giờ là tôi cho anh em xem là cái hàng này tôi mới mua là có những gì bên trong nha. Level 64 này, cũng như là tên Sumi Chai này anh em ơi. 7127 like này. À, tính ra là ganh cũng không leo nhiều anh em ơi. Bạch kim này, với lại là ganh vàng này anh em ơi. Ok, bây giờ là xem thẻ bố gia anh em ơi, xem là có mua được mùa nào không nha. Không mua mùa nào luôn anh em ơi. Thẻ bố gia thì nói chung là hơi cùi anh em à. Bỏ Free Fire vì quá mê chai. Trời gấu là trời, cái tiêu sử đúng kiểu như là cực kỳ nở chất chơi luôn ấy. 1.27 này cũng như là 21% tỷ lệ sọt và 4.208 kill anh em ơi. Tử chiến nha. 34% tỷ lệ sọt và 9.340 kill anh em ơi. Nói chung là 34% tỷ lệ sọt là cũng hơi cao rồi đấy. Bây giờ là nhân vật nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này. 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 nhân vật này. 19, 20 này, 21, 22 này anh em ơi. 23, 24 này. 25 này, 26 này, 27, 28 này, 29 này, 30. 31 này, 32 này, 33, 34 này, 35, 36 này. 37 này, 38 này, 39, 40, 41, 42 này anh em ơi. 43, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 này. 49, 50, 51, 52, 53, 54 này, 55, 56. Full nhân vật mà tôi ngồi tôi đếm như đúng gọi luôn ấy, nhục thật sự anh em ơi. Nhưng mà có một số nhân vật đó là được tặng free anh em à. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này anh em ơi. 7, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này, 19, 20, 21, 22 này, 23, 24, 25, 26. À, tính ra là cũng có một số con bé là cũng được tặng free anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ là phần tủ đồ nha, xem là có đồ gì bên trong cái hạt mới này nha anh em ơi. Ok, tổng hết luôn là có 109 màu tóc cũng như là mũ nè anh em à. Nói chung là cũng bình thường thôi. Đầu nữ thần quý phái nè anh em ơi, cũng như là tóc bao đời bao kiếp nữa này. Ok, phần áo tôi thấy là có 239 nè anh em ơi. Áo đá banh cua đưa quay nữa này, cũng như là một lan nè anh em ơi. Ui, áo Minh Hạc cũng có luôn này, được của nó luôn. Đây chính là áo gấp đường phố nè anh em ơi. Quay cái áo Kelly này là mình nhớ không nhầm là 2.500 kim cương anh em ơi. Khác đấy. Áo đá banh Biru nè anh em ơi. Đây quần nè anh em à, tôi xem là có quần gì mà gọi là xịn sò con bò không nha. Đây chính là quần gấp đường phố nè anh em ơi, quần thâm hiểm nữa này, cũng khá là ok này. Giày dép nha anh em ơi. À, giày thể thao là đầu tiên này. Nói chung là phần giày dép tôi nhìn sơ qua cũng không có gì mà gọi là xịn mấy anh em ơi.
dép tổ ong này, ok mắt kính với lại là mặt nạ nha anh em ơi. Mọc lan là cũng có luôn này, với lại đầu chó bất này, đây chính là cái sừng mà dành cho những người mà bị cấm sừng anh em ơi. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9 cái mặt nạ này, 10, 11, 12. Tổng hết luôn là có 12 cái mặt nạ bên trong mặt này anh em ơi. Đầu full thì bộ đồ đua xe anh em à. Hai bộ đồ dự trữ nói chung cũng khá là cùi. Hành động là tổng hết luôn là có 80 nha anh em ơi. Nói chung là hành động cũng khá lớn luôn ấy. Sưu tập nha, xem là có gì nha. 49 cái dù lượng là đầu tiên nè anh em ơi. Cũng như là 52 cái ba lô này cũng được này, ba lô phong cách nè anh em ơi, ba lô thỏ sấm sét luôn này. Ạc này là có 38 cái hàm sát anh em ơi. Hàm sát tính phòng là cũng có trong cái ạc này luôn này. Một cái skywin này và cuối cùng chính là 48 cái băng lướt nè anh em ơi. Ván tỷ đô luôn, xịn sò con bò luôn ấy. Phương tiện nha anh em ơi, đây chính là dàn siêu xe bên trong ạc mới này anh em à. Nói chung là ạc này dàn siêu xe cũng khá là cùi. Ok, 132 cái avatar này cũng như là 225 cái nền nha anh em ơi. Một số băng vẽ là còn dư với lại là đá chế tác nữa nè anh em à. Nhưng mà tiếc là không có đá băng thuật anh em ơi. Hầm súng là cũng không có luôn này. Ok, tôi đã cho anh em xem xong đó là ở phần đầu nữ rồi nha. Bây giờ là tôi sẽ chuyển vào phần đầu nam anh em ơi. Xem nốt luôn để xem là đầu nam có cái nệt gì không anh em à. Vô 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 anh em ơi, tôi đã quay trở lại và báo đời hơn xưa nha. Ui, tính ra đầu tiên là thấy cái nón lá là cảm thấy ảo ma Canada đó anh em ơi. Đậm chất của Việt Nam luôn rồi đây. Bây giờ là phần áo nha anh em ơi. Áo khoác da Baker nữa này, xịn sò con bò luôn. Áo bá lâm hay mang này, áo sơ mi trắng luôn nè anh em ơi. Trời ơi, là trời, tôi vừa lướt con xíu là tới phần áo free luôn anh em à. Cây thế nhỉ. Ok anh em ơi, hết rồi, bây giờ là tới phần quần nha. Cái quần thấm hiểm là tôi đang mang trên người là cảm thấy ok nè anh em ơi, xịn sò này. Ok, rồi bây giờ là phần giày dép nha anh em ơi. Đây, đôi dép tổ ong huyền thoại luôn nè anh em à. Rồi, hết rồi anh em ơi, chỉ có bao nhiêu đây thôi. Bây giờ mắt kính với lại là mặt nạ của nam nha. À, đầu chó bắt cái kiểu nè anh em ơi. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này. Tổng hết luôn là có 5 cái mặt nạ nam nha. Đầu full thì vẫn vậy thôi anh em ơi, bộ đồ đua xe này. Rồi, đầu nam thì chỉ có bao nhiêu đây thôi anh em à. Bây giờ là phần nâng cấp súng đây anh em ơi. Xem là có súng gì level 7 không nha. Có đi mà, MP40 này level 4 anh em ơi. AK gồng xanh level 4 luôn này. Và cuối cùng chính là một cây OMP phong cách level 3 anh em à. Trời ơi, là trời, tính ra là có 2 cây súng nâng cấp nhưng mà không có cây nào level 7 luôn anh em ơi. Đây, 2 cây súng nâng cấp này. Tổng hết luôn là có 147 vũ khí nha anh em ơi. Đây, tôi sẽ lướt cho anh em xem nha. Và anh em thấy là có cây súng nào mà giống nhạc của anh em á, anh em nhớ là comment ở dưới trên biết nha. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em ơi. Rồi, nói chung là chỉ có bao nhiêu đây thôi anh em ơi. Và cuối cùng là tôi đã cho anh em xem tất tần tật bên trong cái hạt mới này mà tôi mua cho người yêu tôi anh em ơi. Thì nói chung là lần này tôi đúng kiểu như là cực kỳ là chi dại luôn anh em à. Tôi là mắc hạt người yêu tôi ấy. Thì cái hàng này là chủ yếu là mua để cho người yêu tôi chơi tạm thôi anh em ơi. Còn cái hàng người yêu tôi là tôi sẽ tìm cách cũng như là cố gắng và lấy lại nha anh em ơi. Còn nếu như mà không lấy được á thì tôi sẽ mua cho người yêu tôi một cái hàng mà gọi là VIP cũng như ngang bằng với lại là cái hàng cũ của người yêu tôi anh em ơi. Ok anh em ơi, đúng kiểu như là lần này cực kỳ là chơi dại luôn ấy. Thì cái hàng chị gọi là tôi mua chủ yếu là cho người yêu tôi chơi tạm thôi anh em ơi. Và ở trên kênh của tôi á, anh em nào là hacker hoặc là anh em nào mà có quen hacker giỏi á thì nhớ là nhắn tin cho tôi nha. Bé Lâm thì chủ yếu là nó vô được ạc nhưng mà bằng ID game anh em ơi, đấy chứ không phải là tài khoản mật khẩu. Chủ yếu là tôi lấy lại tài khoản mật khẩu anh em à. Bé Lâm thì nếu như mà nó vô ạc á là bị đá ra cũng vậy thôi anh em ơi. Ok anh em nhớ là giúp tôi nha anh em ơi. Bây giờ chắc có lẽ là tôi sẽ dừng video đây. Anh em đừng quên là ghé shop simobi.com của mình của em Cương nha. Đừng quên là mình ghi vào comment đấy. Ok, bye bye anh em.